xin chào các bạn. Mình là Nguyễn Mầm Hoa, 5 tuổi. Gần đây là âm thanh của mình 8 tuổi. Mình hôm nay mình sẽ chôn mong đợi. Đây là âm độ của mình, hai đàn con chấm con. Hai đứa là con gái. Đó, mình đang là con gái à. Bây giờ anh hai của mình đang chôn móng đó bạn. Để mình làm khuôn mặt này. Các bạn coi Minh Quân với lại Minh Khôi làm cái gì à, là siêu nhân hả? Là siêu nhân hả? Minh Khôi là con gái vậy các bạn. Wow, là siêu nhân hả con? Con rồng lửa hả? Tới được mình. Há miệng ra. Nhiều quá các bạn, người ghê quá. Vương với Minh Khoa gọi điện về thăm ông nội. Con bấm gọi lại đi. Bây giờ mình sẽ cho về ông nội của mình nha mấy bạn. Có cái gì cho tao? Thôi bye các bạn không? Rồi, bye chào tạm biệt các bạn. Nhớ bác bấm like và đăng ký cho kênh của Minh Khoa với Minh Quân nha. Và đừng quên đó.